cách làm ăn vượt bao gian khó, quyết vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đến với hội thi hôm nay, chúng tôi được giao lưu học hỏi, được trang bị cho mình nhiều kiến thức kỹ năng về hòa diện và giải viên cơ sở giỏi. Không quản nắng mưa vượt bao gian khó, nhiệm vụ hoàn thành chúng tôi có niềm vui để sống thơm rộn vang tiếng cười, không có vụ việc xảy ra mâu thuẫn. Học tập cùng nhau nâng cao kiến thức, rộn rã bước chân khắp mảnh đất quê hương, giải quyết thành công các vấn đề mâu thuẫn tại gia đình làng xóm chúng ta. Kính thưa hội thi, hòa giải cơ sở đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Có thể nói đây là phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả, bởi hòa giải thành sẽ hàn gắn và khôi phục tình cảm giữa các bên tranh chấp, giúp tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Huyện Kiến Thụy có 114 tổ hòa giải với 637 hòa giải viên. Trong những năm qua, hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm. Hàng năm huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở. Vì vậy tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đều đạt trên 85%. Có được kết quả đó là nhờ sự sát sao của Sở Tư pháp thành phố đối với cơ sở và sự cố gắng không ngừng của toàn ngành tư pháp huyện Kiến Thụy. Về với hội thi hôm nay, đại diện cho 637 hòa giải viên huyện Kiến Thụy, tôi tên Phạm Lăng Thành, nhiệt tình, trách nhiệm, hăng say, hòa giải viên xã Phú Phúc, đội trưởng. Còn tôi Nguyễn Thị Soan, dịu dàng, thanh lịch, dáng duyên, mặn mà, hòa giải viên xã Tân Phong. Cuối cùng là tôi Nguyễn Thị Truyền, hòa giải viên xã Du Lễ, đến với hội thi hôm nay với tinh thần giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho bản thân, góp phần cùng các hòa giải viên trên toàn địa bàn huyện thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, ban giám khảo, các đội viên dự thi sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Cô Soan, cô Soan đâu rồi? Anh mới về đấy ạ. Thế tôi đang gọi điện trước thông báo là hôm nay tôi về để bàn việc phân chia mảnh đất này của mẹ. Thế chú Sơn đâu? Đây, để em gọi chú. Gọi chú ấy lên ngay đi. Đây, chú đem ngồi anh. Chào anh. Rồi gì nữa, hãy cho ngồi đi. Tôi nói nhanh như thế này nhá. Bố mẹ để lại 1.200 m² đất. Bố mẹ mất đi mà không để lại di chúc. Tôi là anh trai trưởng, có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ. Tôi chỉ lấy 800 m² đất thôi. Còn chú Sơn, tôi cho chú hẳn 250 m² đất. Cô Soan, tuy là phận gái đã đi lấy chồng rồi, nhưng có công chăm sóc bố mẹ lúc bố mẹ ốm đau, cũng như hương hỏa khi bố mẹ mất đi, tôi cho cô 150 m² đất. Tôi phân chia như thế là hợp lý. Tôi ký rồi, bây giờ cô chú ký đi, tôi mang các thủ tục lên xã là xong. Ký đi, đây. Làm sao thế được hả anh? Hôm trước em có đi dự lớp tập huấn về tuyên truyền pháp luật. Em nghe cô hòa giải viên nói rằng nếu như bố mẹ mất đi mà không để lại di chúc thì tài sản được chia đều cho các con theo quy định của pháp luật cơ mà. Làm sao mà không được? Phép vua còn thua lại làng. Quyền huynh thế phụ, anh nói thì em phải nghe. Cái tôi là không được đâu. Bây giờ hai cô chú xem rồi ký đi. Em không đồng ý, em không ký. Em không ký. Tại sao không ký? Tại sao? Bây giờ cô chú muốn gì? Cô chú muốn như thế nào? Cô ký không thì bảo đây. Cô ký không? Cô ký không? Cô ký không? Hả? Sao ba anh em lại cao kiến với nhau thế? Anh không biết gì cả. Anh bình tĩnh nào. Chị Truyền đây. Hôm nay anh Thành về, anh đòi chia đất của bố mẹ, xong lại còn định đánh chúng em. Đây, con bà đây, chị xem anh như thế nào. Anh ơi, anh bình tĩnh ạ. Anh ngồi xuống đây, có việc gì rồi em và anh thế cùng với hai em sẽ bàn bạc có cách giải quyết. Cô anh cứ ngồi đi. Ngồi xuống đây ạ. Cô Soan và chú Sơn cũng ngồi xuống đi ạ. Anh ngồi xuống đây, có việc gì em với anh cũng sẽ bàn bạc để giải quyết một cách thấu đáo ạ. Anh
Anh ơi, câu chuyện của gia đình mình thì em cũng đã được nghe cô Soan kể rồi ạ. Nói thật với anh là em cũng 15 làm hòa giải viên. Em biết việc phân chia tài sản, thừa kế thì tưởng chừng như rất đơn giản. Nhưng thực tế trong quá trình giải quyết thì gặp rất nhiều khó khăn. Ví như vụ án ở Hưng Yên chẳng hạn, nó cũng rất là đau lòng. Nếu như chúng ta đặt nhau lên bàn cân của pháp luật và đòi hỏi việc phân chia tài sản sao cho thật công bằng, thì pháp luật dân sự, pháp luật đất đai, em có thể nói cho anh, cho hai em cùng nghe. Theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 651 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, khi bố mẹ mất đi đều không để lại di chúc, thì tài sản của bố mẹ là mảnh đất sẽ được chia đều cho các con. Đấy, anh thấy cho em nói có sai đâu. Như vậy thì ba anh em sẽ được chia đều như nhau ạ. Anh ơi, anh ngồi xuống ạ. Anh ơi, anh thử nghĩ xem, hai em thử nghĩ xem, cái quan trọng hơn cả đấy chính là tình cảm anh em trong gia đình. Vậy nên em nghĩ ba anh em cứ tự thỏa thuận, thống nhất với nhau sẽ là tốt nhất anh ạ. Tôi nói cho câu chuyện nghe này. Tôi thì đã làm cái gì đâu. Tôi nghĩ tôi là anh trai trưởng, có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ, thì tôi lấy phần hơn một chút thì cũng là chuyện bình thường. Đằng này chúng ta cứ làm quá là như thế. Thôi em hiểu, em hiểu. Cô xem đấy. Anh ngồi đi. Anh này, anh em mình thì sống với nhau từ bé, nên em quá hiểu hoàn cảnh của gia đình mình anh ạ. Anh thấy đấy, bây giờ nhà mình anh là người thành đạt nhất. Anh có địa vị, có nhà, có xe. Anh thử xem cô Soan kia, lấy chồng từ sớm có được học hành gì đâu, lại làm nông nghiệp, gia đình thì khó khăn nhưng vẫn phải nuôi bố mẹ. Chú Sơn cũng vậy, vì cùng phụ giúp với bố mẹ để nuôi anh ăn học, mà đi lao động không may bị tai nạn, giờ thì lại tàn tật như thế kia. Lẽ ra anh nên quan tâm chia sẻ với hai em của mình, chứ bây giờ anh về đây anh đòi đất, anh đòi phần hơn như thế này, em thấy là không thỏa đáng, không công bằng đâu anh ạ. Em thì cũng động viên anh để anh thấu tình đạt lý, anh nghĩ trước nghĩ sau. Còn đâu nếu như ra tòa thì tòa cũng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Tôi vẫn không đồng ý. Ở cái nhà này tôi là anh trai trưởng, tôi quyết. Hai chúng nó là em, chúng nó phải nghe theo tôi. Đúng. Không có tòa án nào bằng tòa án lương tâm cả. Anh Thành này, từ lúc chúng ta còn nhỏ, mái nhà này đã chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của gia đình ta. Bố mẹ hàng ngày dặn dạy ta biết bao điều hay lẽ phải, bảo chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng khi lớn lên, anh mải mê cơm áo gạo tiền, có mấy khi về thăm chăm nuôi bố mẹ đâu. Bố mẹ ngày nào cũng hỏi, sao giờ này không thấy thằng Thành nó về. Đến cả lúc bố mẹ mất, cũng có được nhìn mặt anh lần cuối đâu. Giờ đây anh về, anh cần đất ư? Anh cần tiền ư? Mảnh đất máu thịt này đáng giá bao nhiêu tiền vậy anh? Sơn ơi, Sơn ơi, anh đã nhận ra lỗi của mình rồi. Chỉ vì chút lòng tham mà anh đã đánh mất đi lương tâm của mình. Hai em ơi, hai em ơi, hãy tha lỗi cho anh. Trời ơi, câu chuyện này đúng là không có tòa án nào bằng tòa án lương tâm. Tôi sẽ không tranh chấp đất với hai em mình nữa, để mảnh đất này mãi mãi là nơi gia đình ta lớn lên trong tình yêu thương và hạnh phúc. Câu chuyện ạ. Anh và hai em hiểu như vậy là em mừng rồi ạ. Chúng em những hòa giải viên luôn mong muốn những mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm sẽ được hóa giải một cách ấm êm như vậy. Mong rằng gia đình mình sẽ luôn hòa thuận, yêu thương nhau để góp phần xây dựng quê hương mình ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chúng em cảm ơn chị. Cảm ơn chị ạ. Đúng là hòa giải viên là người bắc nhịp cầu, lối những niềm vui.